anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thế tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời khen Chúa. Cương bà anh chị em thân mến, nhìn vào thực trạng xã hội bây giờ, chúng ta thấy là nhất là trong lúc này, kinh tế biết bát rồi, biết bao nhiêu công nhân phải bỏ việc, không có việc làm. Rồi chúng ta nhìn thấy các cửa tiệm đóng lại, nhà trọ vắng. Thì hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng này, chúng ta mới thấy được niềm vui của những người mà được Chúa gọi vào làm vườn nho. Vào làm vườn nho có việc làm, có tiền để sống. Và đặc biệt là ông chủ này rất là dễ thương, thỏa thuận là mỗi người đủ sống cho mình một ngày công, cho dù vào làm trễ cũng được bảo đảm cuộc sống của mình. Thế nhưng Thiên Chúa thì xử như thế, nhưng mà con người lại không xử với nhau như thế. Trong vườn nho của Chúa tất cả đều được sống và sống dồi dào. Vậy mà trong xã hội này, trong thế giới này, trong vũ trụ này, người ta đang độc quyền, thậm chí là người ta giành phần của người khác. Thiên Chúa dựng lên trái đất này cho tất cả mọi người chứ không cho riêng ai cả. Thế mà vẫn có người giàu, người nghèo, vẫn có những anh chị em đang phải đói khổ, đang phải vất vả. Trong thông điệp nhân lần thứ 109 ngày quốc tế di dân, Đức Thánh Cha Francisco có nhắc nhở và lưu ý mỗi người chúng ta rằng trong thế giới này cũng còn có những anh chị em đang phải tha phương cầu thực, đang không chốn dung thân. Họ phải đi ra khỏi nhà mình, ra khỏi chốn an toàn vì lý do chiến tranh, vì lý do áp bức, bạo lực, vì rất nhiều lý do khác nhau. Chúng ta thấy cuộc xâm lược của quân Nga đã làm cho biết bao nhiêu người dân Ukraine phải thiệt mạng,
và phải lưu đày, phải di cư đi nơi khác. Họ phải bỏ lại nhà cửa. Rồi kinh tế cũng vậy, người ta phải ra khỏi nhà mình, người ta phải bỏ quê để đi tìm việc, để đi tìm cách mưu cầu, tha phương cầu thực để sống, để tồn tại. Trước những thực trạng đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta phải cố gắng và quyết liệt ngăn chặn những cuộc chạy đua vũ trang, ngăn chặn chủ nghĩa thực dân kinh tế, ngăn chặn việc xâm chiếm tài nguyên của người khác và tàn phá ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung này, trái đất này là Chúa dành cho tất cả mọi người, không của riêng ai cả. Thế mà có những người nhân danh đủ thứ chủ nghĩa, đủ thứ lý do để rồi giành phần hơn, để rồi lấy mất phần của người khác, để rồi vẫn còn những người nghèo đói, những người khổ cực. Trong bầu khí của giáo hội hiệp hành, chúng ta cũng được mời gọi, chúng ta cùng chung chia với nhau, chia sẻ với nhau trong đời sống vật chất, đời sống văn hóa, đời sống tinh thần, đời sống đức tin, để chúng ta cùng dìu dắt nhau về nước trời. Hôm nay trong vườn nho của Chúa, Chúa đã xử một cách tốt đẹp là bảo đảm cho tất cả mọi người được sống. Thế mà khi trả lương, trả công thì bắt đầu có những xích mích, có những ghen tị xảy ra. Theo lý của con người thì đúng rồi, người nào làm nhiều thì sẽ được hưởng nhiều, người nào vào trễ thì ít. Nhưng mà chúng ta quên mất là những người này đã thỏa thuận với ông chủ, đã thỏa thuận với Chúa là một đồng. Ông chủ vườn nho không có làm sai hợp đồng, không có làm sai thỏa thuận. Mỗi người chúng ta được sinh ra, được hiện hữu trong cõi đời này, chúng ta được làm con Chúa khi được rửa tội, chúng ta đã giao kèo, chúng ta đã hứa. Thế mà nhiều khi chúng ta quên mất cái thỏa thuận, cái hợp đồng, cái bổn phận. Chúa không xử bất công với mỗi người chúng ta, thế mà con người lại xử bất công với nhau, ghen tị hơn thua và xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này và trong lúc này, lúc khó khăn, lúc vất vả, lúc mà cái ác đang hoành hành, chúng ta biết chung chia cuộc sống với nhau, biết chia sẻ với nhau, biết nâng đỡ nhau trong tinh thần hiệp hành, trong tinh thần dìu dắt nhau, để rồi anh chị em của mình không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy vất vả và lạc lõng giữa cuộc đời này, trong đời sống đức tin nữa. Xin Chúa ban bình an, ban ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta can đảm lên tiếng và hành động cho chân lý, cho sự thật. Amen.